Nam em tiếp tục bắt chước Bích Phương, tung MV bằng tiếng Thái. Tối ngày 26 tháng 5, Nam em đã chính thức tung ra teaser cho MV mới. Tuy nhiên, không nhã hàng sản phẩm âm nhạc này bằng tiếng Việt như thông thường, Nam em lại tung ra MV bằng tên tiếng Thái. Từ thông tin từ ekip sản xuất cho biết, tên tiếng Thái có nghĩa là Sa Anh là tốt nhất. Sa Anh là tốt nhất cũng chính là ca khúc được Nam em hé lộ vào thời điểm scandal tình ái giữa cô với Trường Giang đang ở giai đoạn căng thẳng nhất. Nam Em sẽ tung MV mới vào ngày 28 tháng 5. Trong teaser này, Nam Em xuất hiện với bộ áo trắng ma mị. Cuối teaser, cô để tóc dài buông xõa và nở nụ cười ma quái. Điều đáng nói là dòng chữ trùm cuối theo cùng Nam Em làm khán giả gợi nhớ đến MV Bồ Yêu đã ra mắt trước đó của Bích Phương. Nhiều khán giả đặt câu hỏi rằng đây chỉ là sự tình cờ hay Nam Em thật sự bắt chước Bích Phương. Việc một sản phẩm âm nhạc ra mắt sao lại quá giống với MV từng gây sốt trước đó, thì việc bị người xem soi kỹ càng cũng là điều dễ hiểu. Những hình ảnh xuất hiện trong teaser Nam Em là một trong những người đẹp đi hát thu hút nhiều sự chú ý nhất so biết việc. Ngoài những phát ngôn tưng tửng, Nam Em còn gây sốc bởi chuyện yêu đương mù quán với Trường Giang. Dẫu bị Nam danh hài từ chối thẳng thừng và buông lời đe dọa, Nam Em vẫn một mịch khẳng định rằng cô yêu Trường Giang say đắm. Hành trình từ cô gái quê cười hở lợi đến kiêu nữ sang chảnh của nam em sau 4 năm. Nam em đã có cú lột xác ấn tượng sau 4 năm xuất hiện trong làng giải trí. Nam em tên đầy đủ là Nguyễn Thị Lệ Nam em. Cô sinh năm 1996 trong một gia đình không mấy khá giả ở Tiền Giang. Từng bươn trải cuộc sống bằng việc nuôi heo, phụ giúp cô ruột. Đến độ tuổi trưởng thành, nam em quyết định thi thố nhan sắc với hy vọng đổi đời sở hữu chiều cao trên 1m70 cùng thần thái tự tin, nam em ghi danh vào Hoa hậu Việt Nam 2014. Thời điểm này, do chưa có điều kiện kinh tế, cô ăn vận trang điểm khá xe xòa. Dù được nhận định là một ứng viên tiềm năng, song trong lần đầu thi Hoa hậu, nam em không đạt được thành tích như mong muốn. Ngay sau đó không lâu, cô lại tiếp tục ghi danh vào Hoa khôi đồng bằng sông Cửu Long 2015. Dù có hạn chế cười hở lợi, ham săn kém sang, Xong nét đẹp mộc mạc cùng kinh nghiệm nhất định đã giúp Nam em tỏa sáng và đăng quang ngôi vị cao nhất. Quyết tâm tìm kiếm danh hiệu nhan sắc cấp quốc gia, Nam em còn dự thi hoa hậu hoàng phủ Việt Nam 2015. Khoảng thời gian này, gu ăn vận của cô chưa được cải thiện nhiều. Sự cố gắng nỗ lực chỉ mang đến cho Nam em thành tích top 10 chung cuộc. Sau thời gian âm thầm rèn luyện và thực hiện những thủ tục cần thiết, năm 2016 nam em bất ngờ trở lại với việc đại diện quốc gia dự thi Hoa hậu trái đất. Kèm thông tin được đem chuông đánh xứ người, cô tung bộ ảnh lột xác hoàn toàn. Không còn là một cô gái quê mùa, sống đơn giản, nói chuyện ngô nghê, nam em trở nên nổi bật hơn với phong cách kiêu nữ gợi cảm. Ngoài trang phục, cô cũng chú trọng hơn về cách làm tóc, trang điểm để hình ảnh nổi bật mọi lúc mọi nơi. Khi tham gia các hoạt động chính thức của Hoa hậu trái đất, nam em gây bất ngờ với nụ cười tươi tắn, hàm răng trắng sáng đều thẳng tắp hơn xưa. Sự chuẩn bị kỹ lưỡng cùng ekip chuyên nghiệp hậu thuẫn giúp cô đạt thành tích tấp 8 chung cuộc. Khi trở về nước, nam em chăm chút hình ảnh của bản thân hơn khi tham gia các sự kiện giải trí. Hiện tại, cô đang ấp ủ ước mơ trở thành một ca sĩ chuyên nghiệp. là sao Việt gây thất vọng với ngoại hình xuống sắc quá thảm. Qua thời gian, nhiều sao Việt còn khiến khán giả không thể nhận ra vì nhan sắc thay đổi rõ rệt. Sau nhiều năm hoạt động, các ngôi sao Việt dần không giữ được vẻ đẹp thanh xuân như ban đầu. Đặc biệt là Johnny Trí Nguyễn, những hình ảnh gần đây của anh gây sốc cho người hâm mộ nước nhà. Từ một sao nam sở hữu vẻ đẹp nam tính, lãng tử nhất vi bích, sau một thời gian vắng bóng, Johnny Trí Nguyễn khiến khán giả không khỏi ngỡ ngàng bởi thân hình gầy guộc thấy rõ. Johnny Trí Nguyễn mới đây xuất hiện với vẻ ngoài như ông chú già, cùng bộ râu sùm xoàn, ánh mắt mệt mỏi. Gần một năm trước, tay tử vẫn rất phong độ khi xuất hiện tại một sự kiện quảng bá phim. Ở tuổi 44, sau hơn 10 năm gia nhập showbiz, Sony Trí Nguyễn đã thay đổi nhan sắc rõ rệt. Sony Trí Nguyễn lúc mới về Việt Nam lập nghiệp, phong độ ngời ngời như thế này. Lý Nhã Kỳ cũng là sao nữ có sự thay đổi nhan sắc liên tục, phong cách thời trang thất thường. Hồi mới vào nghề, gương mặt bầu bỉnh và làn da ngăm đen khiến cô nhạt nhòa trong dàn mỹ nhân Việt lúc bấy giờ. Sau một thời gian hoạt động trong showbiz, nhan sắc Lý Nhã Kỳ lên hương rất nhiều, không ít lần cô dính tin đồn dao kéo vì chiếc cằm nhọn hay mí mắt khác trước đây. Mới đây nhất, Lý Nhã Kỳ lại gây chú ý khi khoe ảnh mặt mộc, gương mặt nhỏ hơn, mí mắt trông như đang sưng và đôi mắt to hơn, khiến cô lại lần nữa dính tin đồn dao kéo. Biên tập viên Quang Minh được nhiều khán giả yêu mến nhờ vẻ ngoài đỉnh đạt và giọng nói trầm ấm. Từ năm 2015 đến nay, người đàn ông thời sự gây tiếc nuối lớn cho người hâm mộ vì vẻ ngoài xuống sắc. Anh không chỉ tăng cân mà còn có nhiều tóc bạc. Nhiều khán giả từng cho biết, họ chỉ nhận ra biên tập viên Quang Minh ngày nào nhờ đôi mắt tinh anh và phong thái đỉnh đạt của anh. Chớm 40 tuổi mà vẻ ngoài của biên tập viên này già nua trông thấy. Lần trở về Việt Nam, năm 2015, nữ ca sĩ hải ngoại như Quỳnh đã gây bất ngờ lớn cho khán giả bởi diện mạo thay đổi, khác hẳn vẻ thanh tao trẻ trung trước đây. Nhiều người không thể nhận ra đây từng là một gia nhân làng nhạc bởi nữ danh ca tăng cân trong thấy, gương mặt tròn trịa hơn nhiều. Tuy nhiên, nụ cười và ánh mắt xinh đẹp của chị vẫn còn giữ nguyên. Đứng trước những lời chê bai nhan sắc của dư luận, Như Quỳnh cho biết cô đã khóc rất nhiều. Phạm Thanh Thảo là nữ ca sĩ gắn liền với những bài hát đời đầu 8 ít nữ ca sĩ theo chồng sang Mỹ định cư và gần như mất tích trong làng giải trí Việt. Phạm Thanh Thảo hiện đã là bà mẹ của hai cậu con trai kháo khỉnh, cô dành toàn tâm để chăm sóc gia đình. Sau khi sinh con, nữ ca sĩ dường như mất kiểm soát về cân nặng và mẫm mỉm trong thấy. Người hâm mộ bất ngờ và tiếc nuối vẻ đẹp thỏa xuân thì của cô. Thế nhưng, Thanh Thảo không bận tâm đến sự chú ý quá lớn của dư luận về nhan sắc. Cô cho rằng mình không phải tiên trên trời nên không thể đẹp hoài được. Nam em tái xuất với nghệ danh mới, Mỹ Lệ Lầy, không còn là Miss Thất Tình nữa. Sau thời gian lùm xùm tình ái với Trường Giang, Nam em mới đây đã bất ngờ tiết lộ về dự án âm nhạc mới của cô với cái tên Mỹ Lệ Lầy. Mới đây, trên trang cá nhân của mình, Nam em vừa tiết lộ về dự án âm nhạc mới của người đẹp. Nguyên văn dòng chia sẻ của Nam em. Em sắp ra nữa rồi, mọi người nhớ nhờ phiên dịch mới hiểu đó nha. Tuy nhiên, sẽ chẳng có gì đáng nói nếu cô không đính kèm cuối thông báo dòng chữ Mỹ lệ lầy, nam em. Chia sẻ này của nam em nhanh chóng thu hút được sự chú ý của cư dân mạng. Bên cạnh những bình luận chỉ trích chân dài gốc tiền giang, vẫn có khá nhiều ý kiến bày tỏ sự yêu mến, ủng hộ và ngóng chờ sản phẩm mới của cô nàng. Mỹ lệ lầy, phải chăng là nghệ danh mới của hoa khôi xinh đẹp này? Nam em từng tuyên bố sẽ theo đuổi sự nghiệp ca hát chuyên nghiệp, tuy nhiên tài năng chưa thấy đâu, người đẹp liên tục gây chú ý bằng những phát ngôn chấn động trong thời gian vừa qua. Chẳng hạn, Sơn Tùng hát cũng cần có việc sub hay những chia sẻ không liên quan đến âm nhạc về tình cảm với Trường Giang. Vậy nên, việc tấp 8 Hoa hậu trái đất chuẩn bị tung MV mới khiến không ít người e ngại. Liệu ai sẽ là người tiếp theo mà nam em sẽ thích đến chết đi sống lại trong lần ra MV này? Bỏ lại những ồn ào vừa qua, nam em cho biết cô sẽ trở lại một cách nghiêm túc trên con đường nghệ thuật bằng những sản phẩm âm nhạc chất lượng và hình ảnh chỉnh chu trước công chúng. Trong bộ ảnh mới nhất, Tấp 8 Hoa hậu Trái đất 2016 tái xuất với hình ảnh ngọc nữ dịu dàng, khác hẳn một miss thất tình trước đây. Trong bộ ảnh lần này, người đẹp diện những trang phục trong bộ sưu tập mới nhất của nhà thiết kế Hằng Nguyễn mang tên Em Hạ. Những bộ váy suông thanh lịch hay những bộ đầm xòe đầy nữ tính và không quá cầu kỳ giúp năm em trở thành cô gái mùa hè đầy mơ mộng gợi nhớ hình ảnh ngọc nữ trước đây. Lâm Khánh Chi lần đầu tiết lộ về mối quan hệ thật sự với Hoa hậu Hương Giang, không thể tin được. Cùng với sự nghiệp và đời tư nhiều ồn ào, nữ ca sĩ chuyển giới Lâm Khánh Chi còn nổi tiếng với việc thẳng thắn đáp trả trang giác anti-fan trên trang cá nhân. Nếu như trước đây, giọng ca nếu em được lựa chọn chỉ ngồi ở nhà đáp trả bình luận trên Facebook hay livestream, thì mới đây cô đã nhận lời tham gia một chương trình giao lưu trực tuyến người đẹp chuyển giới phải đối diện trực tiếp với những bình luận trái chiều. Thậm chí những lời lẽ khó nghe từ những người không yêu mến luôn khó chịu với bất cứ phát ngôn hay hành động nào của cô. Vẫn với phong cách thẳng thắn, không e dè, dù trước đến nay. Tuy nhiên, ở chương trình lần này, Lâm Khánh Chi đã vô cùng bức xúc trước những bình luận chê bai về nhan sắc, cho rằng cô phẫu thuật thẩm mỹ, mối quan hệ bất hòa với Hương Giang hay việc sau khi chuyển giới chẳng có nổi một hít đình đám nào cho sự nghiệp ca hát của mình. Trong suốt thời lượng chương trình, từ cảm xúc nhẹ nhàng, bình thản, làm Khánh Chi đã có lúc nổi đoá thật sự trước những lời lẽ nhằm thẳng vào mình. Đến cuối chương trình, có vẻ như đã giải đáp tất cả những chất vấn của anti-fan, làm Khánh Chi bất ngờ rời khỏi xét quay. Trong chương trình lần này, người đẹp chuyển giới cũng đã nói về mối quan hệ thật sự với Hương Giang, vốn được đồng đoán bằng mặt không bằng lòng. Cô khẳng định giữa mình và Hoa hậu chuyển giới quốc tế 2018 không hề xảy ra mâu thuẫn hay hiềm khích. Phát ngôn gây tranh cãi trước đó cũng là do quá bức xúc trước những lời chỉ trích của dân mạng. Giữa chị và Hương Giang thật sự không ai ghét ai hết. Tại sao? Vì dù gì tụi chị cũng là một giới tính như nhau. Chính các em coi nhà chị giật dây, qua bên kia đâm chọt. Tự tụi em theo dệt cắt ghép để gài chị. Tụi em vào Facebook chữa chị như thế nào, chị mới nói câu Hương Giang không bao giờ hơn chị. Chứ có phải khơi khơi chị nói đâu. Chị và Hương Giang không hề ghét nhau. Nói cho tụi em biết không, tụi em chăm dầu thêm lửa, rồi ngồi ngoài vỗ tay. Chị 40 tuổi đầu, không phải con nít để tụi em sỏ mũi. Thiết nghĩ Hưng Giang 27 tuổi, chị 42. Chị hơn Hưng Giang 15 tuổi, nên già hơn cô ấy là đương nhiên. Quan trọng 42 tuổi, trẻ đẹp như chị mới là điều khó. Tụi em so đo buồn cười lố bịch. Lúc Hưng Giang đăng quan, chị chưa kịp chúc mừng. Tụi em đã vào Facebook giữa chị ganh ghét. Sau đó chị chúc mừng, thì tụi em nói chị giả tạo. Vậy chị sống sao, tụi em mới vừa lòng. Lâm Khánh Di bày tỏ.